Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Sau nửa nhiệm kỳ, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng trên địa bàn huyện được quan tâm, từng bước đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ được nâng lên, mô hình chi bộ kiểu mẫu bước đầu đạt nhiều kết quả, là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, tạo sức lan tỏa, quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá, thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 39,4%, các chương trình đột phá, các đề án cụ thể hóa những chủ trương của nghị quyết được thực hiện, bước đầu đem lại hiệu quả. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành có nhiều khởi sắc, thương mại, dịch vụ phát triển, công nghiệp xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quy hoạch được chú trọng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới, văn hóa xã hội được quan tâm. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư đồng bộ, công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả nổi bật, huyện là vùng xanh của thành phố với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm. Quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản có chuyển biến rõ nét, từng bước đi vào nề nếp. Quốc phòng quân sự địa phương được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, kỷ cương kỷ luật hành chính được tăng cường, cải cách hành chính được chú trọng, gắn với chuyển đổi số. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.